mình sẽ up lên kênh trên YouTube rồi mình để dưới phần ở dưới rồi các bạn ấy, rồi các bạn vô là đầu tiên thì trang highlight thì các bạn kéo hình ảnh như vậy. Vâng, tôi đồng ý tiếp tục auto like. Ở đây trường hợp của mình ở đây là mình chỉ auto kết bạn thôi nha các bạn. Mình auto kết bạn một cái ảo Facebook full 5k để mình kiếm tiền trên online. Rồi kiếm tiền bằng mời bạn qua điện thoại. Mà nữa mình sẽ giới thiệu một cách kiếm tiền mỗi ngày mấy bạn được 10.000 để nạp tiền điện thoại. Tính ra cũng hấp dẫn hết rồi, không cần nhiều. Mấy bạn đấm nút chia sẻ thì sẽ kết bạn nhiều hơn. Mình sẽ mở một Facebook ở đây. Xong mấy cái này thì mấy bạn thoát ra đi, chừa lại một cái trang chính thôi. Bây giờ đã được 15 trang thứ nhất. Và mình sẽ sang trang thứ hai. Mấy bạn nhớ nhìn những trang web này thì mấy bạn sẽ tắt đi phần mềm. Phần mềm bảo vệ. Đây, bây giờ đã được 45 bạn, 48 50. Mấy bạn nói cho mình chỉ cần việc chấp nhận mà thôi. Bây giờ thì không cần nữa, mình chỉ cần bên đây. Các bạn nhớ dùng lựa vào cách này hay nhất nha. Nhấp vô đây, thả đây nè. Như vậy sẽ đơn giản hơn. Cái nào không có hình ảnh thì mấy bạn sẽ lấy thoát thân bằng tay. Hiện lát mình sẽ làm cho tiếp. Các bạn nhập mã chat vô, mặt góc vô. Trường hợp mấy bạn mà muốn auto like, đây có những hết like hết. Đây mà phải lấy ID. Lấy ID. Copy ảnh vào cần vào trong lao rồi đi vào một menu bên trái. Đây, mở link mới. Vô đây. Để tìm xe. Tắt vào đây. Ý, không phải rồi. Lấy đi. Không cần. Đây. Như ID của mình là gì ta? Mình chỉ làm, mình mới test ngày hôm qua thì mình đã được 500 mấy bạn. Mình chỉ làm có 3 lần thôi. Cái này thì không có hư hại gì Facebook các bạn. Và mình cũng khuyên là đối với trường hợp mà apply thì mấy bạn chỉ cần tạo một cái ao phủ thôi. Ao phủ thì mấy bạn tạo dễ rồi, mấy bạn cần một số điện thoại mấy bạn đăng ký được một cái nick Facebook ảo rồi. Mấy bạn phải đặt tên sao cho đó phù hợp nha, để không là mấy bạn chưa auto được thời gian nữa là nick Facebook của bạn nó đã là giả danh này. Căng thẳng trường hợp đó, tốt nhất là mấy bạn nên để ảnh gì đó. Đây, có được 656 bạn. Trang thứ 2, trang thứ 3. Quên chỉ cần gì thôi, nhấp giữ để vô mở thành Facebook rồi.
Nhưng tôi không phải người máy. Xác nhận. Anh tôi sợ. Bên đây đang có thì mà ra đây. Anh tôi kết bạn. Mở một trang để bút mới. Và bảo anh thoát cái trang cũ này đi. Xác thực. Bạn nhập mã xác thực vô. 96 cộng 23 là 119. Đây, bạn nhớ nhắc dưới đây. Đây là ID của mình. Lưu lại. Các bạn nhớ là lưu ID của mình. Đấy này là dành cho những trường hợp như những bạn auto search, tăng auto theo dõi á. Chắc các bạn biết chứ. Tăng auto theo dõi của mình thì một lát mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là lấy cái ID. Lấy ID của Facebook của mình để cho mình auto search hoặc auto kết bạn hoặc là auto like hình ảnh. Và cái chừng nói với những trang này thì mấy bạn nên là lựa những ban ngày á. Ban ngày người ta thường online Facebook nhiều hơn. Vậy cách thức hoạt động của cái những cái trang này đó là mỗi khi mình đăng nhập vô đây nó sẽ lấy như này mình. Còn trong của mình nó lấy một cái Facebook của mình, nó tự auto kết bạn hoặc auto like của những Facebook khác khi mà mình đăng nhập vô đây. Giống như hình của mình vậy đó, chỉ là giống như là một chơi dịch vụ là trao đổi like với nhau mà, nhưng mà một cách này nhanh hơn, không có sợ bị farm. Yên tâm các bạn, sao không sợ bị farm gì hết. Đối với trường hợp mà mấy bạn muốn tăng search thì nên lấy ad phụ hoặc tạo nhiều ad, tạo hoặc qua 4 ad một ngày thôi là mình đảm bảo đó. Như mấy bạn là một ngày mấy bạn sẽ được 2k search. Phương pháp kéo thả. Đây, mấy bạn muốn auto like hoặc là auto search, auto chia sẻ. Và mình cũng nói trước cho mấy bạn biết là nói trường hợp trên đây thì nó không có chất lượng nha. Giống như mình vậy thôi, mình ở đây mình cũng tạo nick ảo thì người ta cũng mấy cũng tạo một nick ảo. Thì khi đó thì cái nick ảo người ta chỉ là đi dùng auto như này thôi, bởi vì là cái chỉ số auto search mấy bạn, auto theo dõi mấy bạn, dù là cho lên mấy bạn auto lên tới 1.000, mười mấy ngàn đi nữa thì bạn đã một cái tờ lên thì cũng đâu có nhiều người biết đâu. Tại vì những cái auto search đó thì ít khi nào, lỡ mà bạn vô tình thôi, lỡ bạn vô tình mà bạn không thoát cái Facebook chính của bạn ra mà bạn lấy bạn dùng Facebook chính của bạn auto á, thì lúc đó thì nó sẽ lấy được cái ID của Facebook của bạn và cái nó đột nhập vô Facebook của bạn, rồi lúc đó là mình mới auto bên kia. Thì bởi vậy là người khác sẽ bạn search người khác, thì lúc đó thì giống như là chỉ là trường hợp hy hữu thôi. Một ngàn search thì mình cá luôn, là chắc khoảng cắn được 10 người là biết được cái Facebook của bạn. Bạn đang là một vấn đề gì đó thì chỉ được có một người thôi. Ấy lộn rồi. Persona, Command C. Và Play, Command V, đăng nhập. Được 30 người kết bạn đó nè. Bởi vì nói đây là đi mình, bởi vì nó mấy bạn mà muốn mua hạt phi Facebook á mà full 5 các bạn thì tốt nhất đừng mua ngay các bạn, tại vì chịu khó xuyên mấy bạn làm chỉ một tuần thôi, không chịu, nếu mà chịu xuyên rảnh thì mình nghĩ là chắc 5 ngày là bạn full bạn rồi.
5 ngày. Tại vì mình thì cũng mất vẫn thời gian đi học. Mình cũng không rảnh, mình chỉ là làm được bộ một ngày một lần thôi. Còn à, đấy chứ Autoline thì mình nghĩ một ngày mấy bạn sẽ lên 10.000 like. 10.000 like đối với một ngày là chuyện bình thường. Nói thiệt, bạn đăng một cái tệp một hình ảnh nào đó, 10.000 like là đối với bạn rất bình thường. Lấy tóc canh. Đối với những Facebook như bạn mà chưa có cài đặt tóc canh này á, thì bao nhiêu mấy bạn cứ ok hoài. Xong rồi nó like gì thoát ra, tao lấy này. Ctrl A, Ctrl C. Qua đây bắt qua đây, Ctrl B. Auto like, auto hack kết bạn. Hack kết bạn. Kết bạn với người khác số lượng lớn. Cái này. Vậy là cái này là mình kết bạn với người khác không giới hạn, hệ thống sẽ gửi ngẫu nhiên 100.000 ID có tương tác cao, nhập số lượng đó ra 300 lần, 300 như một lần, thời gian mỗi lần gửi là một, thì mình nhập 300. Cái này là mình gửi cho người khác, còn không phải còn gọi là mình gửi cho mình nữa, vậy là mình gửi. Đây là gọi là auto kết bạn, còn kia nữa là cảnh báo cái đi không hợp lệ. Vậy là này không được rồi. Thì mình sử dụng phần khác thôi, với lại bên đây hết kết bạn đi cho an toàn hơn, xong số lượng 100. Nói để 100 gì chứ cũng ít lắm, tại vì khoảng 3 40 là thấy là cũng nhiều rồi các bạn. Một lần 3 40 là thấy kết bạn rất là nhanh rồi. Mình nhắc lại một lần nữa, các bạn nên sử dụng Facebook ảo, không nên sử dụng Facebook chính. Rất dễ bị lấy thông tin của Facebook chính của mình nha, nó sẽ nó không lấy làm gì hết trơn á, nó chỉ là lấy là cái Facebook của bạn, nó đi auto farm người khác, đi đi like, đi search, chia sẻ, và nhiều lâu lâu có mấy bạn sẽ bị gì tình trạng bị cảnh cáo. Mình bị hoài luôn. Hồi lúc trước á, mình test mấy cái này mình không biết, mình đâu có dùng Facebook ảo đâu, mình đi dùng Facebook chính của mình, cái qua quay qua lại thì mình bị cảnh cáo là bạn không được like và không được đăng trên nhóm. Qua cách để mà trường hợp đó thì mấy bạn cũng dễ thôi, mấy bạn vô cài đặt, mấy bạn muốn nghỉ không thì vô, vẫn vô cái cài đặt nè. Rồi quyền riêng tư cái gì ta, với giờ bảo mật chứ, thì lúc đó giờ bảo mật thì các bạn sử dụng là khóa là hoặc là ứng dụng, các bạn tắt hết ứng dụng này đây, bạn tắt ứng dụng này thì là nó sẽ không còn là nó lấy được cái đi của bạn nữa, bạn tắt ứng dụng đi là gọi vậy. Rồi sau đó bạn đổi mật khẩu lại là xong, là đã Facebook của bạn đã hết. Đau tôi xong một trang, tới đâu trang này, thì mình còn 3 trang nữa. Hồi nãy là mình được 6, nãy cho 600 đi, bây giờ được mình được 759 này. Trường hợp này thì mình đã có token của HTC rồi,
thì mình chỉ cần lấy thôi, mình đã cài đặt rồi thì mình chỉ lấy thôi, không cần cái gì nữa. Một số trang thì hoạt động rất nhanh, còn một số trang hoạt động rất chậm mà lại số lượt nó ít nữa. Và mỗi lần cách nhau của một trang như vậy là mấy bạn phải đợi 15 phút nha. Và giới hạn tối đa là được 5 lần. 5 lần một ngày. Mình ngày hôm qua mình cũng mời mọi lắm, có những trang nào còn hoạt động, những trang nào không hoạt động. Hồi năm rồi thì mình cũng có làm mà có một số trang hoạt động tốt như là Autobot Me. Mà nhưng mà bây giờ thì trang đó hình như là bị một biến đổi gì đó mà chỉ còn được Autolike thôi, không còn Autosearch cũng bị ấy nữa. Mình khuyên các bạn là tốt nhất mấy bạn đừng có để, mình chỉ lấy code đó thôi nha. Đừng có nên cài đặt. Mấy bạn đừng có cài đặt mà ứng dụng tiện ích trên này. Đừng có làm theo lời nó. Làm như vậy là sẽ tổn hại phần mềm cấu trúc của bạn á, dễ bị xấu lắm. Mà phải lúc đó mấy bạn phải xóa cấp, mấy bạn phải cài lại nữa, mất công lắm. Cứ làm như vậy thì mình lấy token được rồi. Hoặc là lấy bằng hình ảnh thôi, đừng có dùng mà cài đặt tiện ích chi cho mệt. Mình bị rồi. Và bây giờ mình cũng mới chạy win ở đây. Đây, trang Autobot Me đây. Trang Autobot Me này thì nè, thấy không mấy bạn, nó hướng dẫn không? Nó kêu là đăng nhập trên ứng dụng, đừng có làm theo nó. Và trang này thì như auto update nó bị lỗi rồi, mình sao không chạy được nữa. Xin chào các bạn, đến đây mình kết thúc nha.